Để lấy đối xứng của một hoặc nhiều đối tượng trong phần mềm 3D Max thì chúng ta sẽ dùng lệnh mirror lấy đối xứng. Các bạn chọn đối tượng, ở đây tôi chọn đối tượng này. Chúng ta bấm vào cái lệnh mirror, một cái bảng hiện ra, chúng ta sẽ kéo lên góc phải để cho dễ nhìn. Cái bảng này chúng ta gồm các thành phần như sau. Ở trên này là các cái trục để chúng ta đối xứng. Ở đây là các cái khoảng cách của đối tượng mà khi chúng ta mirror lại copy ra. Và ở dưới này là các cái thành phần của lệnh copy. Có thể là copy dạng không phụ thuộc là dạng copy hoặc là không copy bên trên. Copy dạng extend là copy dạng phụ thuộc qua lại lẫn nhau. Dạng reference là cái dạng mà copy đối tượng gốc sẽ chi phối các đối tượng còn lại. Chúng ta cùng nhau làm quen các thành phần lệnh như thế. Còn bây giờ chúng ta sẽ bấm vào dạng copy để thấy rằng đối tượng này là đối tượng gốc của chúng ta. Sau khi đối xứng qua trục X là chạy theo cái biên trục X này, nó sẽ copy một cái đối tượng mới của chúng ta. Tương tự chúng ta chọn trục Y thì nó chạy theo cái biên dạng trục Y. Và trục Z là đối xứng dạng trên dưới. Nếu mà tôi đồng ý thì tôi có thể nhấn OK. Chúng ta thấy rằng đối tượng chúng ta đang đối xứng cả trên lẫn dưới rồi. Còn bây giờ tôi sẽ tạm thời xóa đối tượng chúng ta đi và tiếp tục các cái thành phần còn lại trong cái lệnh đối xứng. Tôi chọn đối tượng. Chúng ta về mặt nhìn từ trên xuống, các bạn nhấn phím T, T trên bàn phím, nhấn Z, nhấn G ở lưới nếu cần thiết. Sở dĩ tôi về cái mặt top này để chúng ta quan sát cái sự đối xứng hai chục một lúc thì nó dễ quan sát hơn và dễ hiểu hơn. Các bạn chọn đối tượng vào lệnh mirror để đối xứng. Rồi chúng ta đã làm quen với cái ba trục đối xứng rồi, bây giờ chúng ta làm quen với trục XY. Thì thực ra XY là cách đối xứng đơn giản nhất. Các bạn hãy tưởng tượng kéo một đường thẳng từ hai đầu trục này, chúng ta sẽ được một đường chéo và nó sẽ đối xứng qua cái biên dạng đường chéo đó. Thì đây là cái dạng đối xứng dạng XY. Ok. Tương tự chúng ta có các trục đối xứng còn lại. Tôi có thể xóa đối tượng này đi và chúng ta tiếp tục đối xứng tiếp. Ngoài y ra chúng ta còn y z. Tức là các bạn chỉ cần tưởng tượng có một đường line kéo giữa đỉnh trục y và trục z với nhau và nó đối xứng qua đường line đó là y z và z x. Vậy là chúng ta có ba trục đơn và ba trục đôi. Giả sử tôi đối xứng theo cái trục x thì offset này chính là khoảng cách mà chúng ta phải tăng giảm cho các đối tượng. Nhưng mà chúng ta không copy thì đối tượng chúng ta sẽ không được copy mà chỉ đối xứng thôi. Còn nếu để copy chúng ta sẽ được thêm một đối tượng mới. Còn nó các cái thành phần copy tôi sẽ đề cập ở cái lệnh tiếp theo là lệnh nhân bản đối tượng để cho chúng ta dễ dàng tiếp thu hơn. Nếu đồng ý chúng ta nhấn OK. Và kết thúc lệnh mirror là lấy đối xứng trong phần mềm 3D Max.